Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay kênh Mèo Lai xin phép giới thiệu thêm một số dạng toán tính nhanh, toán nhẩm của học sinh lớp 3. Nói chung đây là một số các cái bài toán khá hay dành cho học sinh khá giỏi. Thì hôm nay xin phép giới thiệu để quý phụ huynh nắm, để hướng dẫn cho các em, các cháu nó biết cái phương pháp giải quyết những cái bài toán này. Rồi thứ nhất là cái dạng toán quy luật. Nó ví dụ như có cái đề thế này. Viết cho đủ 10 số hạng. Đó, và người ta cho sẵn cái mẫu là 1, 4, 5. Và yêu cầu viết tiếp. Như vậy là học sinh phải viết tiếp 6 số hạng ở đằng sau. Đó, vậy thì các em phải tìm cho ra quy luật của cái giải toán này thì mới làm được. Và quy luật này rõ ràng là cái số đứng sau á, nó bằng tổng hai cái số đứng trước. Ví dụ số 5 này nè, là nó bằng tổng của số 4 và số 1. Tiếp theo số 9, nó bằng tổng của 5 và 4. Như vậy số tiếp theo ở vị trí thứ 5 sẽ là 14, đúng không ạ? 9 cộng 5. Số thứ 6 sẽ là 23. Số thứ 7 sẽ là 37. Số thứ 8 sẽ là 60. Số thứ 9 sẽ là 97. Và số thứ 10 là 60 cộng 97 sẽ bằng 157. Đó, đây dạng toán này gọi là dạng toán quy luật. Thì các em phải xác định được cái quy luật của cái phép tính của cái dãy số thì các em mới giải quyết được cái bài toán được. Hoặc là một cái ví dụ khác, 1, 7, 13, 19, điền 6 số còn lại. Cái quy luật của phép tính này là số đằng sau lớn hơn số đằng trước 6 đơn vị. Đó, do đó thì số thứ 5 phải điền vào nó sẽ là 25. Số thứ 6 sẽ là 31. Số thứ 7 sẽ là 37. Số thứ 8 sẽ là 43. Số thứ 9 sẽ là 49. Và số thứ 10 sẽ là 55. Rồi, đây là dạng toán quy luật. Nó cũng đơn giản thôi. Tuy nhiên nếu mà các em nó chưa có quen thì cũng khó, suy nghĩ hơi khó một chút. Tiếp theo là một cái dạng toán khá hay, nhưng đối với các em thì nó khá khó. Đó là cái loại toán phân số. Ví dụ có cái đề thế này: 1/3 tấm vải đỏ thì bằng 1/4 tấm vải xanh. Cả hai tấm dài 84 mét. Hỏi chiều dài mỗi tấm vải. Cái đề khá hay, rất là hay, nhưng các em nó rất là lúng túng, không biết giải sao. Tại vì cái toán phân số này thì thông thường là học sinh khá giỏi mới làm nổi, còn học sinh trung bình thì gặp khó. Và đây chúng ta chỉ cho các em cách giải mấy cái dạng này: 1/3 tấm vải đỏ thì bằng 1/4 tấm vải xanh. Thế nếu lấy cả 3/3 tấm vải đỏ, là lấy nguyên tấm vải đỏ là 3/3 3 phần, và lấy nguyên cái tấm vải xanh này á, lấy thêm 4 phần của nó, là lấy cả 7 phần này nè, thì nó dài 84 mét. Cho nên chúng ta sẽ tính ra được 1/1 của một tấm vải là dài bao nhiêu. Đấy, tổng cộng 1/3 tấm vải đỏ thì bằng 1/4 tấm vải xanh. Như vậy á, là nếu lấy cả cái tấm vải xanh này, tức là 4 phần, và lấy cả 3 nguyên cái tấm vải đỏ này là 3 phần nữa, thì nó dài, tổng số nó dài 84 mét. Như vậy thì các em sẽ trả lời nó phải giải toán là chiều dài tấm vải đỏ là lấy 84
chia cho 3 cộng 4. 3 này là số phần của tấm vải đỏ, 4 này là số phần của tấm vải xanh. 84 chia cho 7 phần này, nó sẽ ra chiều dài của một phần vải. Và nếu chúng ta nhân với 3 thì nó bằng chiều dài của tấm vải đỏ. Và kết quả thế nào? Kết quả ở đây là 3 cộng 4 bằng 7. 84 chia 7 bằng 12. 12 nhân 3 sẽ có 36 mét. Vậy thì chiều dài của tấm vải xanh là 84 mét trừ 36 mét, đó sẽ bằng là 48 mét. Rồi, đáp số vải đỏ là 36 mét, vải xanh là dài 48 mét. Hai đoạn này cộng lại bằng 84 mét. Hey, đây là dạng toán rất hay, nhưng mà thông thường các em nó lúng túng, giải quyết rất là khó khăn. Nhưng mà nếu chúng ta hướng cho các em cái cách giải một hai lần thì các em nó sẽ quen và nó dễ quyết các cái bài toán này rất là nhanh thôi. Rồi một cái phép bài toán khác để giúp các em nó thông thạo một chút về ba cái phân số, số phần. Ví dụ một cái đề thứ hai là trong vườn có 35 cây, trong đó cây mít chiếm 1/7, cây nhãn bằng 1/2 cây vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây? Ở trong vườn thì có 35 cây cắt thảy, gồm có mít nè, nhãn nè và vải. Trong đó mít nó chiếm 1/7, cây nhãn thì lại bằng 1/2 cây vải. Vậy hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây? Như vậy thì chúng ta sẽ trước hết sẽ tìm cây mít. Cây mít nó chiếm 1/7 nè. Như vậy thì 1/7 của 35 cây, lấy 35 cây chia cho 7 là được 5 cây. Như vậy cái lời giải đầu tiên là số cây mít là 35 chia 7 bằng 5. Tiếp theo, tìm cây nhãn và cây vải. Có lẽ tìm cây nhãn trước cũng được. Trong 35 cây này thì hết 5 cây là cây mít rồi, còn lại 30 cây bao gồm nhãn và vải. Và trong 30 cây này nè thì số nhãn nó chỉ bằng nửa cây vải, hay nói cách khác số cây vải nhiều gấp đôi số cây nhãn. Hay nói cách khác nữa, nếu cây nhãn 1 phần thì cây vải nó là 2 phần. Vậy tổng cộng cái số cây còn lại là chia ra làm 3 phần, và số cây nhãn nó chỉ chiếm 1 phần và cây vải nó chiếm 2 phần. Đó, như vậy số cây nhãn là 30, hoặc là 35 trừ 5, trừ 5 của cây mít nè, hoặc là ghi thẳng rõ ra luôn là 30. Đó, chia 3, chia cho 3 phần bằng 10. Như vậy số cây nhãn là 10. Rồi, số cây vải là, cuối cùng là tìm ra số cây vải là 30 chia 3 nhân 2, hoặc là lấy tổng số cây 35 trừ cho 5 trừ cho 10. Trừ cho 5 là cây mít, trừ cho 10 cây nhãn. Đó thì nó còn lại 20 là cây vải. Đó, như vậy thì số cây mít là 35 chia 7 bằng 5 cây mít. Số cây nhãn là 35 trừ 5 chia cho 3 bằng 10 cây nhãn. Đó, và cuối cùng là số cây vải. Có 2-3 cách tính ra cái số cây vải ha, cách nào nó cũng được. Có thể là 35 trừ 5 trừ 10, đó là nó bằng 20 cây vải. Hoặc 35 trừ 5 chia 3
nhân 2 thì nó cũng sẽ ra 20 cây vải. Rồi một cái dạng toán khác cũng rất hay mà lớp 3 cũng hay gặp, nên có thể nói là cái chương trình mà học tập của tiểu học ngày nay nó tương đối nặng và nó cũng rất cần cái sự hỗ trợ của người lớn để nó giảm bớt cái áp lực, giảm bớt khó khăn cho các cháu. Ví dụ cái đề bài là thứ năm tuần này ngày 25 tháng 3, hỏi thứ năm tuần sau ngày mấy. Trông có vẻ đơn giản nhưng để xử lý thì các em phải có kiến thức nền. Cái kiến thức nền đầu tiên là các em phải biết thứ năm tuần này cách thứ năm tuần sau tổng số là bao nhiêu ngày. Thì các em phải biết là thứ năm tuần này cách thứ năm tuần sau thường là 7 ngày. Cái kiến thức nền thứ hai các em phải biết là tháng 3 này nè, nó có 30 ngày hay 31 ngày. Mà muốn biết cái đó thì các em đã được học, còn không thì cái mẹo là nhớ trên cái tay nè. Cái này cao nhất tháng 1 là 31 ngày, tháng 2 nó thụt xuống nó còn 28-29 ngày nè. Thụt thấp nhất tháng 3 nằm ngay trên đỉnh là 31 ngày, tháng 4 30 ngày, tháng 5 31 ngày nằm trên đỉnh, tháng 6 30 ngày, tháng 7 nằm trên đỉnh là 31 ngày. Rồi bắt đầu tính trở lại cũng ngay chỗ tháng 7 đó, tính thành tháng 8. Tháng 8 cũng 31 ngày. Tháng 9 xuống lõm 30 ngày. Tháng 10 lại 31 ngày. Tháng 11 30 ngày. Và tháng 12 trên đỉnh lại là 31 ngày. Như vậy tháng 3 là tháng 31, có 31. Thì với hai kiến thức nền đó thì các em mới giải quyết được bài toán này. Tuần này là ngày 25 tháng 3. Vậy thì thứ 5 tuần sau sẽ bằng ngày 25 này nè, cộng 7 bằng 32. Tuy nhiên do tháng 3 như hồi nãy chúng ta tính là có ngày 31 đó, cho nên phải lấy 32 trừ 31 thì nó bằng ngày 1. Như vậy thứ 5 tuần sau sẽ là ngày 1 tháng 4. Rồi tiếp theo một cái dạng toán khác, dạng toán thứ tư của hôm nay. Cái này cũng khá cao. Có một đề toán là viết thành hai thừa số rồi tính. Đó, và người ta cho một cái bài toán như sau. 5 nhân 5 cộng 3 nhân 5 cộng 2 nhân 5 trừ 10 nhân 5. Và người ta yêu cầu viết thành hai thừa số. Và nếu tinh ý sẽ nhận thấy là trong mỗi phép tính nhân này đều có số thừa số 5 hết. Cho nên chúng ta có thể đưa cái thừa số 5 này ra ngoài. Và ở đây nó còn lại 5. Đó, thì đối với những em học sinh thông minh, các em sẽ nhận diện ra trong ba cái phép tính này đều có thừa số 5, cho nên có thể lấy nó ra. Còn lại ở trong sẽ là 5 cộng 3 cộng 2, rồi sau đó trừ 10 nhân 5. Lúc này biểu thức đã được viết lại thành hai thừa số. Rồi sau đó thì tính ra thôi. Trong ngoặc làm trước, 5 cộng 3, 3 cộng 2 là bằng 10, 10 nhân 5 là bằng 50, trừ cho 10 nhân 5 cũng bằng 50 và kết quả bằng 0. Hoặc có một cái bài toán khó hơn một chút, cũng viết thành hai thừa số rồi tính. Cái ví dụ thứ hai đó là cộng 6 nhân 5 cộng 6 rồi mới trừ 12 cộng 6 nhân 3. Đây là cái bài siêu khó đối với học sinh lớp 3. Đôi khi những em lớp 5, lớp 7, lớp 5, lớp 7, lớp 8, lớp 9 đồ mà yếu yếu số học, đúng là đụng vô cái bài này cũng chưa chắc xử lý nổi. Đó, thì cái bài này mà chuyển thành một cái thừa số thì
cũng cũng rất khó, nhưng mà cách chuyển là thế này các bạn. 24 này nó sẽ bằng 6 nhân 4. Mới cộng ở đây là 6 nhân 5 cộng 6. Rồi mới trừ ở đây là 12 cộng 6 lần 3 là bằng 18. Giải tiếp theo. Ở đây chúng ta thấy nè, lúc này chúng ta đã có trong cái vế ở bên trái này có tới 3 thừa số: 6 nhân 4, 6 nhân 5 và 6, tức có nghĩa là 6 nhân 1. Và lúc này chúng ta có thể lấy cái thừa số 6 ra làm cái thừa số chung ha. 6 nhân ở đây sẽ còn lại 4, ở đây cộng 5, ở đây còn lại 1, trừ cho 30. Và lúc này thì kết quả rất đơn giản nè, 4 cộng 5 bằng 9 cộng 1 bằng 10, 10 nhân 6 bằng 60, trừ 30 và kết quả phép tính sẽ bằng 30. Đó thì nói chung đây là một bài toán khó, nhưng đối với những cái học sinh khá giỏi, nếu chúng ta hướng dẫn thì các em cũng sẽ biết cách xử lý. Đây, cái dạng toán cuối cùng là cái dạng toán đặt thừa số chung. Đây là cái dạng toán mà học sinh lớp 3 gặp rất nhiều, và nó làm cơ sở nền tảng cho sau này các em xử lý các cái toán biểu thức sau này. Ví dụ có phép tính là 15 x 7 cộng cho 5 x 15 cộng 8 x 15 thì giải như sao? Đó, lúc này các em sẽ chú ý là trong 3 phép tính nhân này nè đều tồn tại số 15. Trong trường hợp này thì có thể lấy 15 ra đặt thành thừa số chung. Đó, và trong này nó chỉ còn lại đây là 7 cộng 5 cộng 8. Và giải tiếp sẽ được 15 nhân 7 cộng 8 bằng 15 cộng 5 bằng 20. Và kết quả của phép tính bằng 300. À, rất đơn giản. Đây, cái phép này gọi là phép đặt thừa số chung. Thay vì phải thực hiện một cái bài toán với 3 lần, 3 phép tính nhân, 3 phép tính cộng, rất lôi thôi, rất rườm ra, thì với cái cách đặt thừa số chung, các em sẽ giải quyết bài toán rất là gọn gàng, hầu như không mất công sức tính toán gì nhiều. Tương tự như vậy, có một cái bài toán khác như là 21 nhân 8 cộng 21 nhân 3 cộng 21 nhân 9 bằng. Thì nhìn vào phép toán này nè, không cần viết lại bài giải, các em cũng có thể tính nhanh tính nhẩm được. 8 cộng 3 11, 11 cộng 9 bằng 20, 2 nhân 21 bằng 42, thêm 0 bằng 420, ra kết quả phép tính là 420. Rồi thì hôm nay xin phép chia sẻ thêm một số dạng toán tính nhẩm tính nhanh rất hay của lớp 3. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào.